Hello, xin chào tất cả các bạn ha, mình là Phúc Thế Kỷ đây. Thì mấy ngày hôm nay mình được rất là nhiều anh em vào comment, mấy bạn nói là server London á, các bạn chơi bây giờ bị chờ nhiều quá. Mấy ngày hôm nay mình bận, mình làm clip bên Subaru của các bạn, cho nên là mình không có làm video được. Vì ngày hôm nay mình rảnh này nè các bạn, mình sẽ làm video, mình hướng dẫn các bạn tải cái Reforge Now bên server New York nha các bạn. Thì ở server New York này thì các bạn không phải chờ, và đây là thời điểm hiện tại mình chơi. Còn khi mà mình ra clip rồi thì mình nghĩ nó cũng sẽ được thời gian đầu thôi, thời gian sau mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn biết tới và nó cũng phải chờ thôi nha các bạn. Rồi, vẫn là như thường lệ nha các bạn, có hai điều mình lưu ý cho các bạn và chắc chắn là các bạn phải làm nha. Thứ nhất là đăng ký kênh và bật chuông thông báo cái kênh của mình lại nha các bạn. Đây là một cái ứng dụng mà giúp các bạn chơi game Genshin Impact mà lại còn thông qua VPN, là nó rất là nhiều lỗi và mình đổi server liên tục. Cho nên các bạn hãy đăng ký kênh mình lại để nhận những cái thông báo mới nhất từ mình. Cái này không phải quảng cáo hay bất cứ cái gì đâu các bạn, cái này là mình khuyên các bạn thiệt lòng luôn á. Cái thứ hai là xem video của các bạn đừng có tua nha các bạn, đừng có tua nha. Trong video mình hay đề cập đến những cái mẹo nhỏ đến cho các bạn, với lại cái video mình đã cắt ngắn nhất có thể rồi, cho nên là các bạn đừng có tua nha. Đầu tiên các bạn ra Sharklay đó, sau đó là các bạn gõ là Kiwi VPN. Cái app này thì clip nào mình cũng hướng dẫn cho các bạn hết trơn rồi nha. Bạn nào mà tải rồi thì các bạn khỏi tải, còn bạn nào mà chưa tải á, thì các bạn tải nha các bạn. Đây, Kiwi VPN nè. Hả? Khi mà mình tải xong thì mình mở lên nha các bạn. Hướng dẫn là cho những bạn mới thôi nha. Sau đó các bạn lướt xuống, các bạn chọn như hình con ong nè. Rồi, các bạn vô đây các bạn chọn máy chủ nha. Thì mình chọn cái máy chủ New York nha các bạn. Đây nè. Rồi sau đó mình nhấn vào chữ OK, nó thì nó sẽ tự động nó kết nối ha các bạn. Mình để cái hình mình che mấy cái quảng cáo nha các bạn. Sau khi mà bật VPN nó để đã kết nối thì các bạn thoát ra, các bạn vào Google nha các bạn. Thì sau khi các bạn vào Google thì các bạn chọn là Reforge Now, sau đó các bạn nhấn vào chữ View Game nè các bạn. Thì nó sẽ dẫn các bạn qua bên đó, qua bên cái trang Reforge Now. Và ở đây thì mình đã hướng dẫn rất là nhiều clip rồi, hướng dẫn cho người mới thôi nha. Anh em nhấn vào hình cái con người kìa các bạn. Các bạn thấy cái biểu tượng cái hình con người không? Đó, bạn nhấn vô. Khi mà các bạn nhấn vô các bạn đợi nó chạy tí nha các bạn. Rồi khi mà nó chạy xong á thì nó sẽ hiện ra một cái bảng để cho mình log in vô, là đăng nhập vô đó các bạn. Và ở cái chỗ này là lưu ý cho bạn nào nè. Bạn nào mà có tài khoản rồi thì mình cũng vẫn sẽ chọn là đăng nhập vào Google. Đó, cái tài khoản đó mình đã đăng ký cái cổng video này rồi thì mình tự động mình kết nối vô thôi. Anh em nhắn vào chữ đăng nhập với Google này nha các bạn. Còn Facebook hình như là bị lỗi rồi, nghe anh em nói. Ok, tại đây thì mình chọn cái tài khoản mà mình muốn đăng nhập vô nha bạn. Anh em có tài khoản cũ thì các bạn có thể xài tài khoản cũ cũng được. Còn mình đăng ký hẳn một cái tài khoản mới nha bạn. Rồi, mình đăng nhập vô cái tài khoản mới thì nó sẽ bắt mình nhập ngày sinh, lại tên hiển thị. Tên hiển thị là nó tự động đặt cho mình, thì mình đặt ngày sinh nha các bạn. Sau khi đặt ngày sinh xong thì các bạn nó yêu cầu các bạn giải mã cái captcha. Trời ơi trời, rồi sao biết con cá nào là con cá nào? Mã captcha vải trưởng, nếu mà gặp mấy mã captcha khó thì các bạn đổi mã captcha cũng được ha. Đây, chọn con thỏ thì dễ rồi, hồi nãy nó bắt mình chọn con cá chép chứ con cá mày dinh. Đùa thôi nha các bạn. Rồi tới đây thì mình nhắn vô tạo tài khoản. Ở cái server này nên nó dễ đăng ký hơn server Nhật nha bạn. Server Nhật thì nó hơi lắc léo một tí. Rồi, sau khi mà đăng ký xong á thì nó sẽ chạy một cái này, nó sẽ hiện ra cái cấp phép. Thì các bạn nhắn vô chữ gửi đi. Đôi khi mà các bạn tạo tài khoản mới vậy nè, nó sẽ bắt các bạn xác nhận Gmail á, thì các bạn cứ vô Gmail các bạn chọn cái Reforge Now rồi các bạn xác nhận thôi ha. Còn nếu mà không có giống như mình gì nè thì anh em cứ tiếp tục làm giống mình thôi. Sau khi mà đăng ký xong các bạn nhắn chữ cái chữ kế mình, chữ journal nha các bạn, chứ không phải là chữ journal nha, cái chữ kế bên á. Tới đây rồi các bạn mới nhắn vô chữ journal, chữ journal màu xanh kìa các bạn, dịch ra tiếng Việt nó là chữ tham gia ngay nha các bạn. Rồi khi mà các bạn nhắn vô thì nó để là đang tải kế hoạch nè đó, thì nó sẽ ra một đống gói, thì các bạn chọn cho cái gói không đồng hàng tháng nè bạn tham gia. Nhiều anh em hỏi mình cái này chơi được lâu không anh, cái này thì chắc là chơi được một tháng thì xong, anh em lại tiếp tục đổi cái server khác thôi, đơn giản. Nhưng mà vẫn chơi được cái nick cũ nha. Rồi tới đây thì nó đã chạy xong rồi các bạn,
thì sau đó các bạn tải cái app Refort Now về. À quên nữa, anh em nào mà đang chơi Refort Now nha thì anh em xóa đi rồi anh em tải lại nha. Anh em đừng có để nha. Xóa đi tải lại làm giống mình nó dễ hơn. Rồi, các bạn tải Refort Now về nha. Anh em nào mà có rồi thì xóa đi tải lại nha các bạn. Có nhiều bạn hỏi mình mấy câu mắc cười lắm. À, anh ơi, Refort Now chơi Seven Pháp vậy đó. À, vậy là em không chơi được nick cũ hả anh? Tức là em ơi, cái Refort Now này chơi cái Seven Refort Now Pháp chứ không phải là chơi cái tài khoản MiHoYo Pháp hoặc là chơi cái Seven trong game. Nó khác nha, Seven ở ngoài đây là Seven để mình chơi, mình đỡ phải chờ các kiểu đó nha bạn. Rồi, sau khi mà tải về á thì mình cũng đợi nó chạy nha bạn. Đó, thì nó đang chạy thì anh em đợi cho nó chạy xong đi các bạn. Thì sau đó mình nhấn chữ login. Rồi, mình chọn vô chữ Chrome. Rồi, sau đó là nó hiện lên các bạn chọn vô tài khoản Nvidia. Nên cái này là một cái hình thức đăng nhập của Nvidia nha các bạn. Thì nó sẽ tự động tích hợp với cái tài khoản mình mới vừa đăng ký ở ngoài Google. Đã, các bạn nhấn tiếp tục. Rồi, sau khi tiếp tục các bạn nhấn chữ gửi nha các bạn. Rồi, nó đang log vô nha các bạn. Giải đáp của một số thắc mắc cho các bạn nữa. Thì nhiều anh em chơi và các bạn gặp cái vấn đề là sao ạ? Các bạn gặp vấn đề là cái gì mà game letter gì đó, nói chung là vô game không được. Cái thứ nhất là mình sử dụng 2-3 cái điện thoại mình làm clip lận và chưa điện thoại nào bị vấn đề đó, cho nên là mình không có tìm cách khắc phục được. Nhưng mà mình nghe anh em chia sẻ lại một vài cách thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Thì nếu mà các bạn vô được thì vô, còn nếu bạn vô không được thì mình cũng chịu thua luôn. Nếu phải là mình á, mình có điện thoại á thì mình hướng dẫn các bạn được. Còn nếu mà mình cũng không có điện thoại nào mà bị như vậy á thì mình không hướng dẫn các bạn được. Và nếu mà bị cái lỗi đó thì cũng một số bạn thôi. Chắc là do cái điện thoại các bạn không tương thích đó, hoặc là các bạn có một cái lỗi gì đó. Nhưng mà mình thấy là một số ít bạn thôi. Nói chung là thật sự các bạn mình hướng dẫn là mình dẫn tận tình. À, khi mà các bạn vô rồi các bạn nhấn hình bánh răng ở trên này các bạn. Sau đó các bạn chọn vô Refort Now. Sau đó các bạn vô nhấn vô Stream nè các bạn. Thì ở cái phần này á, khi mà anh em chơi wifi thì bạn chỉnh wifi, anh em nào chơi mạng thì bạn chỉnh mạng ha. Mình chỉnh cái FPS lên là 60 và cái bitrate là 10. Khi mà anh em chỉnh mà bạn bị vấn đề gì thì các bạn có thể chỉnh là auto nha. Còn cái phần ở trên này nè các bạn, phần ở trên thì các bạn đặt là auto cho mình. Khi mà các bạn chỉnh á, thì vô game nó rất là dễ lỗi ha, cho nên là mình chỉnh auto. Còn về cái phần mà anh em bị lỗi không vô game được á thì các bạn có thể tắt đi bật lại cái phần Mobi Data này nè các bạn. Play to win Mobi Data nè. Anh em tắt đi bật lại rồi các bạn vô lại game, hoặc là các bạn có thể chơi mạng di động luôn. Các bạn bấm cho nó hiện tích xanh luôn nha. Cái đó là sử dụng mạng di động để chơi game nhưng mà nó rất là ngốn dung lượng nha các bạn. Cho nó nói cho anh em chuẩn bị tâm lý. Rồi, sau đó các bạn nhắn vào tìm Genshin Impact. Đó, sau đó là các bạn nhắn play. Ok, bây giờ thì mình đang vô game ha. Rồi, nó hiện giờ anh em nhắn chữ con nha các bạn, continue. Rồi, bây giờ mình đang vô nha các bạn. Đây, như các bạn cũng thấy là mình không có chờ bất kỳ một người nào hết. Không chờ một người nào hết. Login là vô luôn nè anh em. Đó, các bạn cho phép nè. Nói vô là vô các bạn, mình không bao giờ mình nói dốc anh em, nhưng mà sau này thì không biết. Rồi, tới đây thì các bạn mở cái này lên, các bạn tắt cái network nè. Đó. Rồi bây giờ thì mình đang vô game ha. Đang hơi mờ đúng không? Rồi cái chỗ này anh em đăng nhập như bình thường ha. Các bạn nhấn bàn phím ở bên đây nè các bạn. Nó có cái này là anh em nhấn bàn phím ở đây nha, chứ không có mở được bàn phím giống như điện thoại của mình nha. Và anh em đăng nhập như bình thường nha các bạn. Các bạn ra ngoài các bạn lấy mã rồi các bạn vô lại, nó vẫn in thinh, nó không có bị chạy lại đâu nha anh em, yên tâm. Rồi tới đây thì mình nhắn vô sách game. Vô thôi các bạn. Anh em chọn cái server là Asia, sau đó các bạn vô. Anh em chơi server nào thì các bạn chọn thôi, như nãy mình nói đó. Rồi bây giờ thì mình vô game ha. Ok, bây giờ thì mình vô game được rồi nè các bạn. Nhưng mà các bạn thấy là nó hơi mờ đúng không? Sau đó các bạn thoát ra ngoài nha các bạn. Các bạn tắt cái VPN bỏ đi. Bạn lướt qua nè, anh em nhắn vô Kiwi nè, bạn tắt bỏ ha. Sau đó các bạn vô game lại, các bạn nhắn giữa room nè, Room me nè các bạn. Đó, thì anh em vô lại game như bình thường thôi, không có phải chờ lại đâu nha các bạn.
Rồi, nó mượt và trong hơn rất là nhiều. Ở trong game mình chơi rất là trong luôn á. Nhưng mà thật sự là mình không biết làm sao mà quay màn hình thì nó bị vấn đề này nữa các bạn. Quay màn hình là nó bị cái giống như là nó hơi mờ. Nhưng mà mình vô game mình chơi rất là trong ha. Cái này không biết phải nói gì sao. Rồi, anh em nào mà muốn chỉnh tiếng Việt thì các bạn nhắn vô hình bánh răng nè. Sau đó là các bạn chọn vô cái phần thứ tư từ dưới điểm lên, anh em chọn cái tiếng Việt. Đó, anh em nhấn vào game language nào, ok. Sau đó các bạn nhấn vào phần hình ảnh. Đó, thì để các bạn muốn chơi full màn hình á, muốn chơi full màn hình luôn thì các bạn chỉnh cái phần cao nhất cho mình. Các bạn lướt từ dưới lên trên nè. Đó, các bạn muốn chơi cái kích thước như nào thì các bạn chỉnh. Mình thì mình chơi cái 1600 x 900 này nè, thì nó sẽ là full màn hình luôn nha. Nhưng mà hiện tại là cái ứng dụng quay của mình thì nó chỉ là quay được như vậy thôi. Các bạn thấy cái chiều ngang của nó rất là dài luôn á, nó bằng với cái điện thoại của mình đó các bạn. Rồi, nói như vậy là anh em có thể chơi full màn hình và mình chơi đang rất là mượt. Mình đang chơi bằng cái mạng wifi các bạn. Rồi, ngày hôm nay hướng dẫn cho tất cả các bạn bao nhiêu đó thôi. Mình làm video này lâu lắm các bạn. Anh em nào mà xem xong rồi cho mình xin một lượt like đi các bạn, để cho mình có động lực để sau này mình làm những cái video như thế này tiếp các bạn. Và đừng quên là đăng ký kênh mình lại nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.